Ronaldo bị chê nhận vơ công của Bruno. FIFA xác nhận Ronaldo chưa chạm bóng trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Bồ Đào Nha vào lưới Uruguay rạng sáng ngày 29 tháng 11 giờ Hà Nội. Sau khi bóng đi vào lưới từ quả tạt của Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo ăn mừng cuồng nhiệt như thể mình đã đánh đầu hạ thủ môn đối phương. Chỉ vài phút sau, FIFA thông báo bàn thắng này được tính cho Bruno. Ronaldo thật không biết xấu hổ, một cổ động viên chỉ trích CR7. Đồng quan điểm, người hâm mộ thứ hai mỉa mai, Ronaldo vui mừng khi vượt qua thành tích ghi bàn của Messi tại World Cup, 9 bàn so với 8, nhưng FIFA lại không nghĩ vậy. Bàn thắng bị tước đồng nghĩa với thành tích ghi bàn tại World Cup của Ronaldo vẫn ngang Messi cùng 8 bàn. Bên cạnh đó, CR7 cũng chưa thể gia tăng kỷ lục ghi bàn ở cấp tuyển lên con số 119. Ở trận gặp Uruguay, Ronaldo được rút ra nghỉ ở phút 82 trong phần còn lại của trận đấu. Bruno kiếm được quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công để ấn định thắng lợi 2-0 cho Bồ Đào Nha. Máy quay hướng về phía khu kỹ thuật của Seleção và phát cảnh Ronaldo đang ăn mừng bàn thắng của đồng đội cũ tại Man United. Thắng lợi 2-0 giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 16 đội World Cup sớm một lượt trận. Trong khi đó, Uruguay khó có cơ hội đi tiếp khi họ phải thắng Ghana với tỷ số đậm. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi sau hai lượt trận, đại diện Nam Mỹ chưa ghi được bàn nào.